Đây là con máy Yubann, sản phẩm mới nhất mà thấy có nhiều cái chức năng hiện đại và máy móc thấy nó bền bỉ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thì bây giờ đánh giá một cách chi tiết cụ thể, tổng thể nhìn bên ngoài ấy, thì con máy này nhìn rất là bắt mắt. Đấy, trước hết là nhìn thấy cái nút bấm này, riêng nút bấm này của nó làm rất là đẹp mà có đèn nét ở bên trong. Đấy, soi sáng được các nút bấm này. Nút bấm này là nó có một nút dập lại. Nút bấm này là nó sẽ chống dính so với các cái dòng khác ấy. Đấy, thường là các nút bấm là nó hay bị dính kẹt, nhưng nút bấm này nó loại bỏ được hoàn toàn các cái kẹt mới này coi như là dính. Đấy. Máy chạy rất là êm, và đây nó có một cái nút mà dập lại thì tại sao các cái máy khác nó lại không làm cái nút dập lại, mà riêng con máy này nó làm cái nút dập lại ở chỗ rằng là khi cốc PB ấy, thường là người ta chỉ dùng nhiệt độ từ 155 đến 165 độ là cốc PB nó đã dính rồi. Đấy. Nhưng không may ta muốn dập sang cái cốc giấy, thì cốc giấy của nó thì nhiệt độ của nó là phải từ 165 đến 175 độ thì nó mới dính, thì ta chót đưa vào dập nó không được dính thì ta dập lại. Khi dập lại là cái cuộn màng này nó vẫn đứng yên mà nó chỉ là dập lại không thôi. Đấy. Thì đến lúc lấy cốc ra thì ta đỡ phải coi như là bóc cái lớp màng ở bên trên ra. Như các máy khác nó cũng có chế độ dập lại, mình cũng cho vào dập lại được, nhưng mà nó lại dập chồng thêm một cái nắp màng nữa, đâm ra nó mất cái thời gian để mình bóc cốc ra. Đấy. Ví dụ như là khi ta dập cái cuộn màng, dập cái cốc PP này mà chuyển sang cốc giấy, đây không có cốc giấy, nhưng mà ví giả sử như cốc giấy mà đưa vào mà nhiệt độ ta quên ta chưa tăng thì nó sẽ không dính chẳng hạn, thì bây giờ cái chức năng dập lại nó sẽ có tác dụng. Đấy, khi ấn chức năng dập lại thì nó dập lại thôi chứ nó không quay cuộn màng. Đấy, cho nên là khi bỏ ra thì ta đỡ phải mất cái công bóc cái cuộn màng thừa bên trên ra. Đấy, nên cái này nó có cái tính ưu việt nó là như thế. Thế còn cái ưu việt nữa mình thấy con máy này nó có rất hay ở cái chỗ này. Đấy, cái khay đẩy ra đẩy vào này này. Đấy, nó chạy ở trong một cái rãnh này. Đấy, nó không như các cái máy khác. Đấy, riêng độc lập cái con này là đặc biệt, nó có cái tính năng rất là ưu việt. Đấy, nó sẽ chạy cái đỡ cốc phải chạy ra, khi đưa đỡ cốc ra cốc vào nó rất là êm ái. Đấy, rất là êm ái chứ nó không sóc cốc. Cái này là thấy nó đã có cái tính năng rất là hay về tổng thể của con máy này. Đấy. Thế còn về bên trong thì phải tháo ra xem bên trong nó như nào mới biết được. Con này có một cái tính năng rất hay nữa. Đấy, mà các máy khác không có là cái gầm nó rất là cao, mà khách hàng thì thường là hay phải bảo dưỡng hoặc là lau chùi, mà con này có cái tính năng rất là cao là ta có thể tháo được cái trục dẫn hướng của cái cuộn màng này ra để bảo dưỡng rửa giấy, rất là ưu việt ở cái chỗ đấy. Thường là máy một thời gian nào mình cũng phải là thường xuyên hàng ngày là mình phải coi như là lau chùi máy, rửa máy, nhưng con này là đặc biệt nó có một cái tính năng đấy cũng đã thấy là rất là thích rồi. Các dòng máy này, đây nút bấm của nó có thể tháo ra, đấy, nó có 4 giây. Đấy, gồm có 2 giây để phục vụ cho cái đèn nét cho nó sáng công tắc, và 2 giây để điều khiển. Con máy này thì nó có cái ưu việt nữa. Đấy, là hệ thống mạch đằng trước này nó có 2 mạch, đằng trước một mạch và đằng sau nó có một cái mạch. Đằng trước là một mạch của đằng trước này là mạch để nó hiển thị và điều khiển nút bấm. Đấy. Cái ưu việt nữa là cái con máy này nó không làm bất cứ một cái đồ nhựa nào ở trong cái mâm nhiệt này. Đấy. Hầu như là các cái dòng máy khác là không có, cái đa phần là nó làm bằng nhựa, cho nên là nhiệt độ cao thì nó hay bị biến dạng, nó hay bị sai lệch và sinh ra lỗi ở các cái này. Công tác hành trình của nó ấy, thì nó làm rất là cẩn thận. Đấy. Công tác hành trình của con này thì nó làm bằng cơ hoàn toàn. sửa chữa rất là dễ, đo có thể nó biết được. Còn công tắc điện tử thì đa phần là không đo được mà cứ phải lấy cái mới cắm vào, đôi khi nó cũng rất là phức tạp. Nhưng con này thấy nó làm rất là ưu việt. Cái mạch đằng trước này là một cái mạch hiển thị, nó làm rất là cầu kỳ đấy, làm rất, nhìn cái bảng mạch rất là cầu kỳ. Và đằng sau này đây là đằng sau. Con này có một cái tính năng mà hầu như các con máy khác là chưa làm được cái này. Đấy. Riêng cái motor quạt màng mình thích nhất cái motor quạt màng này. Đấy. Motor quạt màng này nó sẽ làm có con tụ này rời, tụ rời gọi là tính tỏ con motor quạt màng nó làm rất là khỏe, cuốn dây to, không bao giờ bị chạm chập hay là bị đứt. Nhiều các con máy khác là motor quạt màng này chỉ dùng một thời gian là quay, hay có cái hiện tượng là quay ngược lại, đấy là hiện tượng là đứt dây quạt màng. Mạch của nó, mạch hệ thống của nó này, mạch hệ thống của nó làm rất là nét. Hệ thống điều khiển để cho thay đẩy ra đẩy vào, làm hai bảng mạch riêng biệt. Riêng cái này nếu mà làm nói đúng ra là riêng hai cái bảng mạch này mà nó sản xuất như thế này thì nó cũng tăng thêm cái giá thành của máy rất là nhiều. Thường là các dòng máy khác ấy, nó làm một bảng mạch tất cả gồm ở trên này. Đấy, nhưng con này nó sẽ tách rời ra như thế này, cho nên là về cái lỗi của con máy này nó sẽ hạn chế được rất là nhiều. Đấy, công tắc của nó là toàn công tắc hành trình, của nó là toàn làm công tắc cơ như thế này. Công tắc này rất là dễ. Đây là về cái bên trong của con máy này. Thế còn về động cơ các thứ thì cũng tương đương như các con kia thôi, nhưng mà nó nổi bật lên một số led của con này thì nó làm như thế này rất là cao cấp, nhìn thấy, và nó đã rất là tỉ mỉ về cái công cách chế tạo của máy so với các con khác. Những con khác thì là hầu như là họ làm chỉ làm cái hình thức ở bên ngoài thôi, nhưng riêng con này từ cái nhỏ nhất ở bên trong này nó cũng làm rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Đấy, và chắc chắn.